はい、はい、三百万元thứ trận à, thứ trận đó, thứ trận thì tức là cái này là khoa học thực nghiệm và quan sát. Thứ trận tức là vọng, là quan sát, nghe rồi đi có nghĩa là khoa học thực nghiệm, thử xem việc này ở đâu, thử cái đâu là mình giống như thử máu, thử kiểu, thử phân nhỡ nên vậy á. Dạ thôi chứ đừng có bó. Bệnh bệnh là để tiêm gì? Bệnh bệnh để tiêm trứng. Chữa bệnh là gì? Đối chứng để làm quân bình. Nhưng mà ba cái này á mà muốn có đó thì vọng nó thiết để tìm ra cái gì, để tìm ra cũng theo một luật khác là luật tắc lương. Cần phân âm dương hư thực hàn nhiệt điều lý chứ không phải đối chứng á thì nó có bát pháp. Còn chứng á thì phải nói đến tạng và phủ. Ấy bây giờ kể từ nay mà có ai hỏi gì về đông y hay về khí công á, đây là điều căn bản mà mình phải học. Mà những điều này người ta có thể học 5 năm, 10 năm, 20 năm. Càng học nhiều càng có kinh nghiệm nhiều, càng thực hành nhiều càng kinh nghiệm nhiều. Nhưng mà chung quy cũng chỉ là quy luật này thôi. Âm dương là gì? Âm dương á, nó có bốn nghĩa. Âm nó là huyết, dương là khí. Âm là tả, dương là phủ. Âm là cơ sở, dương là chức năng. Đấy, khi mai mốt mà có ai hỏi mình á, các anh học thi công á, để chữa bệnh làm sao, khám bệnh làm sao, cái này phải thuộc. Đây là cả một cái bài tổng quát gì đó. Vậy thì một cái tứ trận là vọng, là quan sát. Quan sát cái gì? Quan sát hình khí thần sắc.
Để quy về gì? Để quy về có cái gì sai lầm trong âm dương hư cực hành nhân biểu lý. Quan sát hình á là tính đi. Tướng đi cả nhắc, cả thọt, tướng đi yếu, tướng đi mạnh, tướng đi tướng đi mệt mỏi, tướng đi mạnh dạn, đó là tướng đi. Và tại hình, hình là tướng đi. Khí á, lấy khí lực là đi mạnh, đi yếu, đi nhanh, đi chậm. Đó là quan sát thôi chứ chưa hỏi, chưa nói gì cả. Giả sử á, cũng là đi cả nhắc, mình đi nhanh vậy này. Thì biết là ông bị đau chân nhưng mà là dương thực rồi. Thế còn mà hư, cũng đi vậy. Cũng đi vậy thế này á à hơi thầy ra quan sát hình khí thần sát á là nhìn là hình tướng đi khí á là còn mạnh hay yếu cái thần á là còn vui vẻ hay là chán nản hay là lo sợ cái thần á cái thần là đến gặp mình á mặc dù yếu yếu chứ gặp vẫn cười cười cái đầu trên mắt còn tỡ đỡ. Cái người nhà các chỗ cũng không thấy không có chữa được không có chán quá thầy gần chết rồi thế là cái thần còn sắc á thì mặc dù chán rồi nhưng mà còn cái sắc hồng nó còn có thể cứu được sắc mà xanh sắc đen á là đau lắm màu xanh là đau lắm sắc đen á là khí yếu lắm hay như là hình khí thần sắc vọng cái gì là quan sát hình khí thần sắc hình là tướng đi khí là mạnh hay yếu khí lực đi nhanh hay là chậm mạnh hay yếu còn nhanh nhẹn hay không thần là con vui vẻ hay là chán đời hay khổ sở sắc là con còn màu sắc là còn hồng hào không hay là mất sắc rồi đó là vọng vậy thì hình khí thần sắc mình nói về hình thì khi tướng đi người ta như vậy mình biết là cái hình mà đi á là thuộc âm hay dương đấy nói hồi nãy nó chơi thôi là tướng đi mạnh yếu như biểu thì xếp vô nó luôn cái nào giờ như vậy thì cái này bát cơm là anh muốn làm cái gì đấy không cần biết anh muốn chữa được bệnh và muốn nó được chứng thì anh khám bệnh bệnh làm gì không cần biết anh phải cho tôi vào cái ô này thì anh nói tôi thấy người ta đi khỏe nhưng mà nó làm cái nào ô này tôi thấy người ta đi yếu nó làm cái nào ô này tôi thấy là nó đi hình hay nó đi này hay nó đi này thì nó là cái nào nó là cái nào của cái này vậy thì bây giờ đấy một bệnh nhân bước vào vì thế tại sao mà Đông Y nhìn người ta biết bệnh liền chậm chạp đó đối với bệnh gì đau bụng ăn bệnh gì đau bụng đau lưng nữa đấy cái đó là cái kinh nghiệm hư cái là cái can hư tôi không lấy nổi đâu hư tôi nằm ở nhà tôi không lấy nổi tôi còn lấy nổi mà can thử còn mắt mũi má mắt thì kia đi coi biết được đấy cái vọng đó bây giờ phải đi vào chi tiết chứ cái kia là vọng là nhìn hình cái thần sắc thôi nhìn ở đâu nhìn bộ vị nào đấy bây giờ mới là hay chứ còn nhìn không cứ khơi là sẽ biết bệnh đâu vừa nhìn một cái ví dụ như là môi đó thừa lừa đó này hoặc là mũi thì đỏ lòm hay là mũi thì trắng lắm hay là cái này nó đỏ ra cái này trắng cái này không tức là bây giờ phải nhìn cái bộ vị để tìm ra tạng nào phủ nào thì mới biết âm dương chứ, còn âm dương cơ là không biết được. Vậy thì khi nó đi đó, thì biết là khí nó mạnh, nó đi mạnh, nó đi yếu, biết khí đi yếu, nhưng biết cái gì khí nào. Hay khi nó vừa vào á, là trông có thần sắc còn có thể chữa được. Nhưng mà nhìn theo là mắt nó đờ đẫn, thì trong cái mắt đó, thì mình có năng lực phủ ngũ tạng trong mắt mà. Trong đen thuộc về gì? Là gan. Con người thuộc về gì? Thận. Trong trắng thuộc về phế, có phải không? Con mắt này thuộc về tì, có phải không? Hai đầu thuộc về tâm. Mũi này thuộc về tâm. Chán thuộc bao tử. Chán thuộc bao tử. Hai má là thuộc phế.
hai mắt thực phế, rồi mũi thực tâm, cái này đường ruột, người tùy vị, cái này thận, còn lưỡi. Như vậy là nhìn vào hình thì không phải là hình tích tính đi, mà hình trên các bộ vị để tìm ra được cái cơ quan nào vậy. Thấy phải nhờ cái đó. Điều thứ hai nữa, nhìn vào gì? Nhìn vào da, nhìn vào tai, nhìn lưỡi, đó là nhìn vào cái bộ vị đó. Nhìn móng tay, đó thì thích. Thế nên người đó là bậc thượng công, là nhìn cái vọng không á, đã trở thành thượng công rồi. Nhưng mà nó thượng công chứ chưa phải, vừa nhìn mà xếp ngay vào được bệnh được chứng bệnh luôn. Thì cái chứng của nó đó là phải nói lên được là cái tạng nào, được cái phủ nào, và tạng đó là nó bị cái gì trong cái này, hay là phủ bị cái gì trong cái này. Vậy mà cái khói nhất là âm dương này, vì âm dương á nó mơ hồ, vì âm dương á nó có thể là huyết, nó có thể là tạng, nó có thể là cơ sở. Rồi dương á là khí, là phủ, là chức năng. Mà trong quy luật trong âm có dương, trong âm có dương, trong dương có âm, với quy luật đó thì có cơ sở trong dương, có chức năng trong âm. Cơ sở là gì? Cơ sở trong dương là gì? Là các organ, ví dụ như của các bao tử, là cái thực thể đó, cơ thể vật chất đó là cái thực thể của bao tử. Và phong xương là cái chức năng hoạt động của nó, chức năng hoạt động của nó. Thầy từ trước đây ít có ai dạy cái điều này, thầy tới khi đây tới đây rồi đó thì các bạn này, cái cục này bây giờ nó gọi là bao tử đi đấy. Lấy một tạng nó thì là bao tử, lấy một tạng một phủ nắm được là bao tử đi. Nếu mà bao tử mà nó bị tổn thương bao tử thì cái này là bao tử này. Nó tổn thương bao tử thì nó nhỏ lại hay là nó lớn lên? Nếu mà nó nhỏ lại thì bao tử cao, nếu nó lớn lên á là bao tử sưng. Nếu mà nói về chỗ gan, nhưng nếu mà nói về chức năng á thì không để ý tới cái điều sưng nó sẹp gì hết. Bao tử đầy hơi, bao tử ở chua, còn kia bao tử loét, bao tử lủng, thế nó là thuộc về cơ sở, thuộc về chức năng. Bao tử đầy hơi, bao tử ở chua, bao tử không tiêu, bao tử làm cho ăn cơm quá ra nó ra đàm, bao tử lạnh cái đau bụng, bao tử nóng trồi chân răng, nhưng mà nó không có hư cơ sở, cái đó là chức năng. Thì như vậy là sau khi có vị rồi thì chúng ta cũng phân tích như vậy, chúng ta phân tích hết cái này. Và hôm nay bài ôn đầu tiên là bệnh tâm. Đấy, bây giờ là một vài bài mẫu thể tâm. Thì khám tư trần vọng văn thiết thì tâm á, khám làm sao khám? Bây giờ quy lại này, khám bệnh tâm thì bây giờ ta biết là theo kinh nghiệm chúng ta có bao nhiêu loại bệnh tâm? Thấy cho đồng người ra trong sách nó quá này, tâm suy, có tâm dương, có tâm âm, có tâm khí, có tâm huyết, có tâm hư, có tâm thực, có tâm nhiệt, có tâm hàn,
có tâm suy. Đó, trong tất cả các bình tâm chúng ta có. Còn tâm gì nữa mà? Tâm dương, tâm âm, tâm khí, tâm huyết, tâm hư, tâm thực, tâm hàn, tâm nhiệt, tâm suy. Tâm suy là gì? Tâm quý. Đấy. Vậy thì bây giờ nếu là tâm dương thì lại chia đôi rồi. Tâm này là cơ sở hay chức năng? Nói như thế này, tâm dương cơ sở thì theo hình vẽ này nó ở đâu? Mà tâm dương cơ sở cũng chưa nói được cái gì. Tâm dương cơ sở cũng phải có hư, có thật. Vì nếu tâm dương cơ sở hư nằm ở đâu? Bên đây là tâm dưới là cái chiêu. Tâm dương hư đó, nó làm mà mất cái phần này, mất cái phần này. Tâm dương mà cơ sở đó hư, tâm dương mà cơ sở thực nó dư cái phần này. Vậy tâm dương cơ sở mà hư là bệnh gì? Sưng văn tiêu thôi. Kem xe, úi bị xe. Đó. Tại sao mình? Tâm một yên xe tâm thì chết rồi. Hư tức là người không ý, không biết đi mòn. Cái gì cảm giác? Cơ sở hư tức là cái tổn thương của quả tim đó. Dạ. Hoặc là to ra. Nó to ra thì con tim nó hở. Còn thực á, mới hẹp con tim. Thực mới hẹp con tim. Hẹp á, tức là cái khí lực á, nó mạnh quá, nó siết chặt các mít lại. Nó có nở cái mít ra. Hư á thì mới dám nở ra. Thực á thì co lại. Vậy nếu cơ sở á, mà hư á, là quả tim á, nó nở to lắm. Thành khi đi chụp tim thì không phải là quả tim bình thường, đấy gọi là cơ sở tim. Mà nó hở ra, nó nở to ra thì nó hở cửa, hở ván. Thay vì vừa đúng cái này gì? Nó nở to ra cái thì là cái ván nó bị hở. Còn thực á, nó bó quả tim thật chặt lại. Thành nó tự cái ván tim nó bị ép vô. Thế là bị hẹp con tim. Khi cảm giác tức là thực. Khi cảm giác thực, đúng lúc thực. Còn đấy, còn hầu cái tim á, thì nó suy. Thì tự nhiên môi đó, trời ơi, thở rất là khó. Tức là nó không bóp để mà đẩy máu đi. Thành tự nhiên á, máu thiếu oxy, nó thâm lại hết. Thâm cả móng tâm chân á. Còn thực á, nó ngồi, nhói đau lắm, tại vì nó bóp vô. Mỗi lần bóp cho một cái là nhói tim, bóp những tim đi. Cái cơn nhói tim đó là cơn gây ra tâm nhất. Tức là tim thực. Nhưng mà cơ sở thôi à, cơ sở. Vậy bây giờ nhé. Tâm dương hư cũng là có cơ sở. Tâm dương hư cũng có chức năng. Tâm dương thực cũng có cơ sở. Tâm dương thực cũng có chức năng. Tâm âm cũng
cũng hư hay thực cũng có cơ sở, có chức năng. Tâm khí là sao? Tâm khí thì có hư và có thực. Thì nói về cái gì? Có chức năng không? Hay là cơ sở? Tâm khí á là chức năng cơ sở. Chức năng. Chức năng như vậy tâm khí là không có cơ sở. Nó chức năng hoạt động của khí của tâm. Còn tâm huyết á cơ sở. Nhưng tâm huyết có chức năng không? Có chứ. Ví dụ thế nào gọi là tâm huyết có chức năng? Ngồi cơ tim nó nhiều huyết, cái huyết nó nhiều huyết thì nó là gốc xì. Tâm huyết cũng có chức năng. Ví dụ đặt câu mà còn tâm không có làm đâu, mà còn cái chứng nhồi cơ tim thầy, nhồi máu cơ tim mấy người bị thầy. Tâm nó không có làm được cái chức năng đó, nó chỉ nhận oxygen, nó đi vào gan nó mới biến động vào cầu. Tâm nó chỉ có tính chất là đẩy máu lưu thông, chứng nhồi tim. Vậy thì tâm huyết mà chức năng tâm huyết là gì? Đấy. Không đẩy đến mặt tim, không trao đổi được oxygen, không đẩy đi, nhưng khám tim lại không có tổn thương. Tâm hư thì có cơ sở hư và chức năng hư. Tâm thực có cơ sở thực, có chức năng thực. Tâm nhiệt có cơ sở nhiệt, có chức năng nhiệt. Khác này đó là tâm nhiệt cơ sở của tâm nhiệt đúng không? Rồi cơ sở chức năng của tâm nhiệt đúng không? Cơ sở của tâm nhiệt tức là cái quả tim đó nó nóng hơn bình thường. Cháy rồi. Đất đấy, nghe vậy. Cháy tim biết gì. Thì tâm nhiệt á thì làm cho miệng đắng. Đấy là người ta nhận biết là tâm nhiệt là miệng đắng. Nhưng mà tự tâm không có làm ra. Nó đốt gốc xì. Là phải thằng nào làm ra? Cái phải. Đấy, cái chữ chưa nói, tức là nhưng mà có cái tâm nhiệt. Nhưng mà nếu có tâm nhiệt chức năng thì tâm nhiệt chức năng là thằng khác đã làm, nhưng mà tâm nhiệt mà cơ sở là cơ sở bị tổn thương do thằng khác làm. Tâm nhiệt chức năng cho tôi là từ còn ngược lại chức năng thì nó có nhiệt có đắng thiệt, nhưng mà khám tim lại không có bệnh. Còn ngược lại cái thằng tâm nhiệt á mà cơ sở đó là đi điểm tâm đồ, nhất định nó phải có một cái dấu hiệu khác bình thường. Như vậy thì nhiệt là gì? Nhiệt là làm cho các cái cơ bị co rút bất thường, trung hoành không có tổn thương. Thành trên điện tâm đồ đó nó đang chạy nó sụt mà khi chụp nó không có tổn thương, nhưng mà khám điện tâm đồ vẫn phải khám. Hay tây hay là mình là nó có cái điện tâm đồ, nhưng nếu mình hay nói là mình giỏi mấy cái này, mình có những cái dấu hiệu cho anh biết, mình cũng tìm ra
nhưng mình không dẫn chứng được. Còn tụi nó đưa vào điểm nào nó thấy dẫn chứng được. Quả tiêu chốn sao nó đến cái điểm rực đến cái tử lên, tức là lúc nó thẳng ra, nó nhiệt thẳng ra. Khi mà nhiệt tức là co cơ, nó đang đập 3-4 cái, tự nhiên co cơ một cái, nó làm cho điện nó nổi chạy xa. Còn bình thường thì mình không có gì hết. Và tâm hàn, tâm hàn thì bản thân nó cũng hàn, nó cũng bị cái khác nó mới hàn. Can hàn rồi. Can hàn bao tử hàn thì lúc đó là tìm nguyên nhân. Như vậy thì cái tâm nhiệt thì nó giống cái tâm dương cực. Nói vậy thì nó giống cái tâm dương cực. Khác à? Mình tâm nhiệt đấy, mình phải ráp thế này này. Tâm nhiệt mà cơ sở nhiệt, hay là tâm nhiệt chức năng nhiệt, mà trong khi đó tâm dương hư với thực, nó khác. Vì bản thân của tâm á, nó không thêm nhiệt được, không thêm hàn được, mà do thằng khác nó làm. Còn nói tâm dương với tâm âm á, là trời sinh ra, cha mẹ sinh ra có quả thêm như vậy rồi. Một nó làm mạnh hơn, hoặc nó làm yếu đi thôi. Còn cái nhiệt này là không phải tự nó làm, nó khác hết đó. Còn nói tâm dương thì ác có. Tâm dương là tâm khí lực của cha mẹ sinh ra, nó mạnh quá, nó chạy mạnh quá thì là tâm dương. Mà tự nhiên cha mẹ sinh ra bẩm sinh trên nó yếu quá, nó đập rất là nhỏ, nó khác. Còn nhiệt này á là do cơ quan khác làm cho nó. Nó khác sao đó. Vậy thì bây giờ nếu mà mình bất cứ mình chọn một cách nào, mình phải chỉ ngay nó là cái nào đó, thì mình biết đường chữa được. Bây giờ ta nói cái tâm huyết. Trong cái tâm huyết này tâm huyết hơn, tâm huyết thật, cơ sở hư, chức năng hư, cơ sở thật, chức năng thật. Để nói tâm huyết này, khi nói tâm huyết bây giờ tâm huyết á là nói tới cái nào, nói tới cái nào không được. Hiện tại nó là nào trong rồi cái trừ là như thế, trừ có phần nó cũng nhẹ audio sáng mỏ nói thế nào. Thâm thư là cái chân nhỏ ở phía bên tay tay trái. Mình nói là âm trong dương, hoặc là mình nói dương trong âm, hay là cái này là dương trong dương, âm trong âm, mình gọi tên nó là âm trong âm, dương trong âm, à dương trong dương, âm trong dương, dương trong âm, à, cái nào? Âm trong âm, trong tâm huyết, đúng không? Có tranh cãi gì không? Bây giờ á, nếu ta thêm vào đây nữa, tâm huyết dương và tâm huyết âm, vậy nó ở chỗ nào? Tại vì tâm huyết nó mới chỉ là cái số lượng huyết thôi. Thế nếu nó tâm huyết nó không có cái âm dương này thì là số lượng huyết phải nằm ở
âm trong âm. Nhưng nếu là tâm huyết dương thì đâu? Dương trong âm. Thì lung tung cái này, âm dương, âm dương lẫn lộn. Bây giờ thì tâm dương, âm là tâm dương, âm là tâm âm dương. Thế đây nhá, nếu mà không nói cái này thì ai cũng biết là tâm huyết âm là trong âm, đó là âm trong âm. Âm trong âm là cái lớn ở đây. Cái lớn. Nhưng bây giờ ngược lại, tâm huyết dương. Âm trong dương. Dương trong âm. Dương trong âm. Dương trong âm. Vậy tâm huyết dương là cái gì? Nó không đâu. Cái lực đẩy của cái gì? Cái gì nhé? Cái gì nhé? Cái tim này. Cái tim nó đẩy nó. Cái này nó không thể mừng tượng được. Ta là quyết dương. Cái tim á. Không biết cái tim cũng đập đập đập. Cái tim á thì không phải để chữa bệnh. Cái này chỉ gọi là chữa bệnh. Có cái tim lấy cái tim ra thấy thấy bỏ đi ra chở mỗi tim khác để vô thôi. Còn cái này sao mình có bản tin như vậy rồi á? Nó biết là chỗ nào mà chữa. Nè, tâm huyết mà nó không nữa thì nó là số lượng huyết. Tâm khí là sự hoạt động của huyết. Tâm khí là sự hoạt động của huyết. Tâm huyết là số lượng huyết. Tâm khí là hoạt động của huyết. Tâm khí tức là 5 lít máu ở đây. À, 5 lít máu. 5 lít máu. À, tâm âm. Tâm âm. Tâm khí là cái lực đẩy nhanh hay chậm để nó cho một cái viên sắt nào ở trong cơ thể của mình là 75 nhịp trong 1 phút, 80 nhịp trong 1 phút, 120 nhịp trong 1 phút. Cái tâm khí là do cái tim đập em này. Cho tim đập. Vậy là cái nhịp đập cái tim là tâm khí. Nhưng mà tâm khí đó là nó cái số lượng đập thôi. Nhưng mà cái làm cái số lượng mà bị thay đổi đó thì lại là do tâm dương. Tâm dương mạnh nó đầy mạnh. Tâm dương yếu nó đầy yếu. Nhưng mà thầy nói về cơ sở, tâm dương là cái cơ sở. Bây giờ, tâm huyết dương. Thế nằm đây. Dương tâm âm. Bây giờ này. Vậy tâm huyết âm nằm đó. Không, cái cửa bự đó. Âm, âm, âm. Cái âm là cái cờ bự này, bên tay trái cái lớn, cái nhỏ lắm, cái nhỏ lắm, cái là âm trong âm, cái dương trong âm, cái nhỏ thì bây giờ là tâm huyết dương, tâm huyết là dương trong âm, dương trong âm, bây giờ là tâm huyết âm, ok, là cái nhỏ trên cái cờ mà nó có cái nhỏ xíu trên cái đó, dạ, cái này là âm trong dương, âm trong dương. Thầy nói là dương trong âm không? Thầy nói là dương trong âm. Cái này dương âm, âm dương lộn xộn hết là không có thể tự cái tên có nhiều kiểu vậy. Đó là tài ngán. Thầy tàu tòa nhập ma thế. Sao có định được rồi mới biết lại việc nào? Đúng rồi thầy, bây giờ... Còn chưa định được, chưa biết được việc. Bây giờ bốn cái cục đó. Bây giờ nó thí dụ nhé. Ở trong cái dương có thể còn chia ra âm dương nữa thầy. Trong cái dương có thể hỏi. Tại vì cái dương còn chia ra âm dương nữa. Tại vì khi mà dương âm lộn xộn này, từ khi huyết nó lại... Cái tâm huyết mà dương là dương trong dương rồi cái của âm. Đấy, đây là một bài mà phân tích bài mẫu rất là tiên thôi. Cũng như thế mà chúng ta về nhà, chúng ta lấy ra tâm căn nghiệp cơ bản. Rồi tiểu trường, vị đại trường, chúng ta phải phân tích đúng như thế và biết nó nằm ở đâu. Bây giờ giả sử bạn biết nằm ở đây rồi, bây giờ biết cái bệnh nằm đây rồi, bây giờ biết cái bệnh nằm đây rồi gì, nhưng mà cái này nó còn có thực, cái này nó còn có hư thành gì đâu. Hả? Nó còn ở trong đó, nó còn còn thực rất là nhiều lắm. Có đó. Vậy bây giờ này, thế nào? Ở đây chúng ta công nhận là tâm huyết dương,
thì gọi là tâm dương, thường gọi là tâm huyết dương. Tâm dương là tâm mà chỉ nghe đây là biết tâm huyết dương. Rồi đúng. Mà tâm huyết dương mà nhiều, thật thật tâm nhớ. Tâm huyết dương thực mà nhiều là cái gì? Tâm huyết dương thực nhiều. Giá huyết cao. Giá bạch cầu nhiều. Giá bạch cầu nhiều. Dương huyết và dương là bạch cầu. Thì cái bây giờ mình nói cái tâm là các cái cụm ngữ rồi, thì cái chữ quyết là tức là nằm ở tay trái rồi anh thầy. Cái số lượng thì dương á thì nó nằm ở cái cụm dương nó nhỏ. Không. Chứ làm sao mà cái cách mà mình nói mình đây là, vừa nói cái câu bây giờ chưa nói cái này. Đây là số lượng huyết. Đây là tâm khí để cho huyết nó chạy. Tức là cho nó lấy máu nó chạy. Nhưng người ta bệnh vì trong nó lấy máu nó bạch cầu nó quá nhiều. Thực hiện bạch cầu nằm đâu? Bạch cầu đây là khí đâu đó bạch cầu. Bạch cầu nằm trong huyết thầy. Ở chứ đây là huyết. Huyết là bạch cầu là cái kia dương. Đây huyết hả? Đây huyết là bạch cầu hả? Thì giờ dễ hiểu rồi. À bây giờ chưa hết. Rồi dễ hiểu rồi. À bây giờ nó lớn lên. Nó lớn lên. Như vậy nó nhiều bạch cầu. Nó là con xe. Tâm huyết dương là nhiều bạch cầu. Rõ ràng. Vậy bây giờ chưa đó. Dương có que tại sao dương còn là bạch cầu chứ? Tại sao dương còn là bạch cầu? Không phải, không phải, thầy nói là tâm huyết dương chứ không là thầy cái đấy không có que. Nhưng mà tại sao là dương và khí đặt nhiều và tại sao là lấy oxygen nhiều và tại sao nó là bạch cầu? À đây cái đó cũng là một câu hỏi hay đó. Vậy là bạch cầu là dương thì mà hồng cầu là âm thằng đúng. Không biết chuyện ai không biết còn nhưng tại sao là dương là bạch cầu kìa thì tâm huyết dương à bây giờ đây này đây nhá không cái đó là em hiểu rồi em hỏi được cái đó còn em chưa hiểu hỏi không chỉ là vậy nãy giờ mà tôi chưa hiểu tôi bây giờ tôi mới hiểu thôi thật ra cái khó nhất của đồng nghiệp này âm mà vào thì phải chuyển hóa ra dương mà dương mà vào phải chuyển hóa ra âm. Vì thế mà mệnh môn gọi là dương chuyển hóa nhưng mà nó hút cái gì nó hút dương để chuyển ra âm hoặc khí hải á rõ ràng á là âm vậy thì khi chúng ta hít oxy vào là dương gì thì phải chuyển hóa ra âm để tạo ra một chất kháng thể để chống bệnh. Một chất kháng thể trong cơ thể là bạch cầu. Khi hút oxy vào dương thầy. Máu đen hít oxy vô trở thành máu đỏ là dương gì? Tức là thêm nhiều oxy vô thì máu nó đỏ nó tươi đấy gì? Nó tươi đấy. Mà khi mà máu càng đỏ bao nhiêu á thì hồng cầu quá nhiều thì tự nhiên trong cơ thể nó bỏ hồng cầu đã lấy được một số đoàn quân biến thành bạch cầu. Đấy là cái quy luật của nó là thước âm phải biến ra dương. Dương phải biết âm. Tại vì nếu thầy chỉ nói nó hút oxy vào là dương, còn nếu mình hút oxit carbon thì sao? Thì là âm. Âm. Vì thế âm thì mình sẽ mình biết mình ngọt thở thì nó sẽ mất. Tức là cái vì thế mình vô mà có buồn mà toàn oxit carbon không là mình ngọt thở. Cái hút mình vô không có dương. Lợi là dương mà hút vô có hại là âm. Rồi, bây giờ nhá. Bây giờ là vậy thì bây giờ này. Nếu mà ta dùng huyệt, tại trong đông y nó có nhiều cái hay lắm. Huyệt tâm thì trên đường kinh mạch huyệt tâm cũng có, trên đường kinh cũng có, nhưng mà có huyệt mang âm mà có huyệt mang dương, trên mạch nhâm cũng có huyệt trợ tim có âm có dương, trên mạch đốc và trên bàng quang cũng có âm có dương. Vậy bây giờ nếu ta chữa dương trong âm mà nếu ta lấy cái mạch mạch nhâm đây ta dùng huyệt nào? Dương trong âm thì có phải đây là âm không? Âm không? Mà ta phải chữa trên huyệt dương của âm. Thì trên này có huyệt dương. Dương trong âm. Là trên trung. Tại sao mới chữa trên huyệt dương trong âm thầy? Cái thơ luôn đấy, nó chỉ cho chữ đó ra. Anh bị ở đâu? Anh bị là dương trong âm. À. Anh bị trên tay đấy. Vì thế mình phải tìm cái bệnh nó ở đâu, phải vẽ được cái này. Thầy mới chữa được chứ? Nhưng thầy nói đấu chứng trị liệu đó, thầy làm ngược cái thế này, tại sao? Thế bây giờ phải làm ngược. Bây giờ phải đặt cái vị trí chọn huyệt đâu đã này. Chọn huyệt đâu này. Bây giờ vị trí của nó là dương trong âm. Mà nếu tôi dùng mạch nhâm không thôi, thì đây là âm đúng rồi.
tôi tìm được dương. Tôi tìm được dương. Thì dương trên này có mấy hạt dương? Trên khí hải. Trên đồn. Trên trung. Trung quả. Khí hải. Tăng công rồi. Đấy, mới nói mấy việc thôi. Bây giờ phân tích mẹ. Vậy thì cái việc đó tôi cần cái gì? Tôi cần bạch cầu. Cầu là trung cực. Nhưng bây giờ đối xứng là gì? Bạch cầu nhờ tôi phải chặt bạch cầu. Vậy huyệt nào chặt được bạch cầu? Khí hải. Gặp bạch cầu đấy từ đâu? Nếu bạch cầu mà lấy được khí. Khí. Thì phải vào quá trình trung. Khí hơi thở đó, vào từ trung. Mà nếu khí từ đồ ăn á, thì vào từ trung quản. Mà khí tàng trữ trong cơ thể, trong gan, trong huyết, trong máu á, nó nằm vào khí hải. Vậy trước hả? Và bây giờ chỉ biết cái đồng ý đó, thế dư của đối chứng, thì phải làm con mình, cắt cái dư đi. Đó, chắc là đối chứng đó, chắc đi. Thì bây giờ chúng ta có 3 việc để chọn. Vậy huyệt nào cần phải tả, tả là cắt đi nữa. Vậy huyệt nào tả để lấy bạch cầu đó. Thành ra trong khi đó, ở trong sách Đông Y, không nói là chiên trung chữa bị bạch cầu, không nói trung phản chữa bị bạch cầu, không nói khí hải chữa bạch cầu, mà ta để vào vẫn chữa bạch cầu như thường. Tại vì ta đi đúng luật. Chứ đâu cần, đâu có phải là bạch cầu. Còn nếu nói trên đường kinh, thì trên đường kinh á, thì kinh nào có chứa khí? Thế, đại trường, vị. Mà nếu bạch cầu mà lấy từ đồ ăn vào đại triều, thì à, tức tâm lý. Vì thế khi tả tức tâm lý, bạch cầu xuống, bổ tức tâm lý, bạch cầu lên. Thì tây có thử của huyệt, tức tâm lý. Nó có thấy gì vậy? Nhưng mà nó chưa biết. Nếu đúng lý luận này, nó sẽ tìm được tất cả huyệt và thử có kết quả giống nhau. Vậy thì nếu trên kinh vị là bạch cầu dư, phải tả tốt tâm lý. Còn tả trung tiêu, tả trung quả. Tả hơi thở, tả trên trung. Nhưng nếu tả lấy trên mạch nhâm, à nếu lấy trên mạch tóc, được không? Lấy cho mày tóc được không? Được. Không được. Không được. Dương trong âm. Người ta nói lấy mặt âm chứ ai đâu lấy mặt dương đâu. Thành ra cái huyệt thứ hai là nó lấy bạch cầu vậy á. Bạch cầu là người ta thử người ta thấy thôi. Nhưng mà nó sai luật. Không, thầy không chấp thầy chỉ là lấy bạch cầu ra lấy cái huyệt thứ hai. Người ta thử thế thôi. Nó sai luật chỗ này biết không? Nó sai luật chỗ này này. Ở cái hình này á, là phải hoạt động trên mặt âm mà phải lấy huyệt dương. Rồi bây giờ đặc biệt là như anh Khai nói đó, thì phải đi có lớp cao hơn chút xíu rồi tôi nói luôn. Chúng ta không lấy được mặt sau nhưng mà lấy được theo nguyên tắc du mộ huyệt. Anh lấy ở mặt trước này là mỗi gì? Anh có thể xài thêm du để kích thích thêm cho mỏ làm việc. Như vậy phải có huyệt trước rồi mới có huyệt sau được. Tự nhiên huyệt sau có, chứ không có nối cho đâu được hết. Thành à, cách nối du mỏ huyệt sẽ là một bài khác. Cách nối du mỏ huyệt, tức là chỉ việc bên trong chữa bên trong xong rồi có sợi dây câu ở đây rồi bây giờ cho thêm mua cái motor chạy thêm thôi. Còn tự nhiên khơi khơi ở ngoài đã bỏ vô đâu có chữa được. Tức là cách nối du mỏ huyệt. Đó, thì vì thế cái huyệt sau này nó quan trọng. Là vì tại sao quan trọng? Để nó vào á, thì nó nhân cấp số của cái bên trước đây. Đằng trước gắn ra gì? Để cho một cái nó về nhiều hơn. Nhưng mà không có trước để sau, nó không phải. Vậy thì đây, bởi vì anh đã mới nói thế này. Nghĩa là anh dùng bên đây, mà anh phải nối dây bên đây, nối dây bên đây. Tức là con đang nối huyệt rồi ấy. Tôi cho khí để nó chạy. Đấy, tôi dùng bên đây, cho khí nó chạy. Thì tôi có quyền dùng bên dương, trong dương,
chứ tôi không được dùng âm trong dương. Thế tự nhiên đụng cái âm dương là sai. Thành ra tôi có thể làm ba cái này một hai, và cuối cùng tôi cho cái này chạy. Đấy, thành ra bây giờ đấy là mấy công thức. Như vậy cuối cùng á, là chúng ta cứ phải trên một cái bệnh, chúng ta nhét được vào đâu. Và bây giờ chúng ta đổi thành cái số con mật mã đó trên mình của mình vào vào nhâm hay vào đốc hay vào đường kinh mạch. Chúng ta lý luận là có mấy huyệt, từng huyệt nào á là chữa cái gì. Vậy thì nếu mà bệnh nhân vì ăn mà bạch cầu nó ra nhiều thì tạo huyệt trung quả, thì mình sửa lại đồ ăn cho người ta luôn và mình chỉnh lại trung quả. Còn nếu về chức năng của bao tử hoạt động mà người ta ăn ra hồng cầu, ăn chất có nhiều hồng cầu lắm mà vào cơ thể vẫn không có hồng cầu, là tại vì sự chuyển hóa sinh hóa có mà chuyển hóa không có, thì chuyển hóa nằm ở tu tâm lý. Các bạn phải biết chuyển hóa là tu tâm lý. Ăn thì có rất nhiều hồng cầu, ăn thì thuốc bổ máu đủ thế, mà vào không có là có sinh là có ăn, mà chuyển không có thì chuyển nó nằm ở tu tâm lý. Có chuyển nhưng mà không đủ là khí không đủ đấy, anh em nói khí không đủ áp dụng trên mảnh đất cho nó chạy. Vậy thì không phải là chữa một cái bài cầu cầu có phải có một việc mà xong đâu. Thầy muốn kiếp thầy xài cái việc đặt đạo một cái việc cho cái thầy ấy, thầy xài có một việc đâu, không có xài cái việc nào khác đâu. Không, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà tôi nói nhé, bây giờ mình mới nói là bệnh người ta không phải do thuốc tâm lý làm, tôi không cần. Bệnh người ta không phải ăn, tôi không cần làm trung phổ, à tôi làm không cần làm trung quản. Bệnh ta không phải do thở, tôi không cần làm chân trung. Tôi lấy khi tôi đẩy thôi, xong. Đấy là như vậy, là ông thầy phải tùy, tôi làm chỉ cần một cái thôi. Như vậy tức là khi mà bất cứ một cái bệnh nào, chúng ta phân tích cái bệnh, chúng ta tìm được cái chỗ nào, được chúng ta lý luận, thấy không? Chúng ta phải có nhiều người trong đầu. Như vậy cái việc đó là bệnh do thuốc tâm lý nào, bây giờ nói về cái hồng cầu bạch cầu đi, bệnh do thuốc tâm lý nào, hay bệnh do trung quản nào, bệnh do chân trung nào, hay là bệnh do ví dụ như linh đài nào, mình nghĩ đi, là bao giờ bổ thì mình bổ, mà tả thì mình tả. Vậy thì vì thế mình nói là cái bài này hồi năm ngoái là tôi vẽ ra như vậy là 84 trường hợp ở 104 trường hợp gì, cái bằng vòng tròn gì, bỏ đó hôm nay mới lấy ra xài được. Đấy là cái khái niệm cho mình biết là gắt đi. Một cái tôi dạy là tìm năm thẻ thông minh từ năm ngoái giờ đấy nhá, mình phải làm cái cuốn từ điển đó rồi chứ. Mai phước chỉ mới vòng tròn mà tóc mới giờ bạc đó, rồi nếu mà hết cái 120 mấy là chắc tóc không còn luôn. Lâu lâu á nhiều cái bạn nó nhá, nhiều thời gian tôi nghĩ không làm, nhưng mà năm sau bắt đầu để lại. Thì đã nhắc các bạn ở nhà là phải đã nghiên cứu rồi, các bạn là phải nghiên cứu các đi một đống không, giấy tờ các đống hết thôi, kêu quá nổi rồi không biết là để đâu. Ở thầy nghe tôi mới nói thầy cái dạy trực mãn được quá một thằng nhớ rất là khó nhớ. Thầy ví dụ thầy bảo là xài cái huyệt đào đạo là phải có huyệt mộ dẫn, mà cái đó tôi không biết, nên mà thằng không biết. Tôi thấy thầy làm chỉ có một cái huyệt đào đạo thôi mà nó ép thầy. Ông sẽ lần đầu và lần thứ hai khác. Người ta muốn cho mình có kinh nghiệm trên lâm sàng là là lúc trước ở trong thầy sòng huyệt mà mình xài vẫn quá khen, họ đi thử máu vẫn quá tốt thì mình cứ xài thôi. Nhưng bây giờ mình nhờ lý luận mới là đúng rồi, trường hợp đó mình làm được, còn trường hợp khác mình làm không được, tại vì nó là ba yếu tố bốn yếu tố gì đó. Em cuối cùng thay cái đâu phải nói đơn giản, bệnh tâm có đủ thứ bệnh, mà cái nào cộng cơ sở, cái nào cộng chức năng, cái nào cộng cơ sở, cái nào cộng như cái nào cũng hơn cái động thực. Như vậy nó nhiều việc nhiều lắm. Như vậy thể là một bệnh tâm, nếu mà làm nhiều thứ nhiều thực luôn có bị như này là sáng 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 thì đấu quan nhập ra hỗn độn thôi.
Bệnh nhân cũng không biết một bệnh gì. Tại vì mình không biết thì như thầy nói là nó cái tâm người nó có một cái lực, nó không chịu ra ngoài. Mình làm cái hư không được, thật sự là nó nhận vô. Đây á là một bệnh đơn giản thôi. Khi bệnh người ta phức tạp á là tâm thận hư, tâm tỷ hư, tâm phế hư, tâm can hư, tâm thận thực, tâm can thực. Mẹ hư là con hư, là chứ không phải mẹ hư có. Cái lớp 12 tức là 124 bệnh của tâm. 124 bệnh của tâm. Bệnh của tâm á, trong 124 bệnh của tâm á, tâm âm hư, can huyết thực, đại khái vậy. Như vậy là nhân với lại 12 nữa là biết bao nhiêu rồi. Vì mình tưởng là nhiều cái chữa, mình biết lý luận cái, mình gạt hết đi. Lưu vô một cái nào đó, rồi, làm. Đấy, chứ nếu mà nói theo, chứ không phải là lúc mình chữa toàn vẹn, có bao nhiêu bệnh tâm thân chứng với thận không? Nhân lên như vậy là cứ mỗi một cái bệnh của tâm là 144. Đây là 144, liên lạc với 12 đường kinh, cứ hai cái một. Tâm can thực, tâm can hư, tâm thực can hư. Tâm hư căn thực, tâm hư nhỉ, can hư à, đấy là khác. Các bạn nhân lên một hồi đó ra là 10.800. Cho nó chết luôn. Nhiều quá thầy chữa bài không không đúng bệnh, cứ mỗi ngày bệnh này. Anh Lễ ơi, anh Lễ, cái ghế nó có cái lỗ gì vậy? Vì thế, cái ghế nó có lỗ gì? Không ai biết, không ai biết trong cái tâm nó có gì. Ngồi trên này cái ghế. Cái khó lắm thầy học. Nhưng mà khi áp dụng á, là phải nhất điểm xung kinh mạch. Tức là mình lựa này, một là túc tuần lý, hai là trên trung quanh mà tính này tính nào đi. Thì cuối cùng người đứng cạnh của ông thầy cũng dễ mà ông thấy, tôi nhớ là ông thấy bạch cầu thiếu, thấy ông Trâm có cái này xong. Nhưng mà trong đầu mình đã lý luận, đã lừa lọc, nó là cả mấy trăm trăm giấy rồi, tính ra tính luôn rồi, gà hết rồi. Thì tất nhiên người ta nhìn mình á, có một người là, thì ta tưởng, ô, thằng Trâm này Trâm có may, thằng Trâm này Trâm có may á, chứ đâu có trúng được phải không? Rồi mấy trăm lần đấy phải tính đi tính lại, bôi đi xóa lại, tức là cái liên đó từ từ nó lòi ra một người. Thì nó thuốc tâm lý gì nè? Thuốc tâm lý nè? Tâm lý. Kiên trung trung hoạn nè. Kiên trung trung nè. Khí hải nè, đấy mình phải lựa. Vì thế có nhiều thầy à? Sao không biết là sách rồi? Ờ, biết rồi. Cái việc là bạch cầu hả? Châm luôn cả bốn huyệt luôn. Thì nó phải. Châm luôn cả bốn huyệt nó không phải. Mạnh thầy tức là giảm một lần bốn cái. Đánh bốn phía rồi. Chứ đó thằng hay thầy, mình làm người ta nhiều. Người ta nói ông thầy này giỏi, không làm mình cũng xoay nhi mình lâu. Thường thầm thầy nha, hồi tôi mới ở sang đây này. Tôi mới sang đây tôi phụ anh bạn tôi là anh Nguyễn Hoàng Thành nha. Khách quả nghe. Tôi vào tôi bấm vài cái cho nó sơn xong rồi đi về. Trong rồi. Không được, hết là thôi chứ. Bệnh nhân kia anh chào, không được. Hay làm lâu lâu. Nó mới 20 có phải muốn được ý cho nó. Cho nó nằm cái kệ nó nằm ấy. Rồi anh em nó có báo. Trời ơi, bệnh nhân này ngoài cái đang chờ. Mà bệnh nhân xong rồi nó cứ nằm. Nó thích kệ đó. Vậy nó tưởng là để cái kim quân lâu á. Thì nó ngáp ra thêm. Thì cũng kệ thôi, nó ăn cái gì đâu. Phải phải anh Hoàng. Phải. Coi nào, nói phải. Việt Nam cũng hay vậy. Mấy cái thuốc lao động ở đây, khi mà chứng bệnh xong chích cho họ thuốc bổ vô, thì họ nói thầy nó giỏi. Thầy nó chích thuốc. Chứ còn nếu mà cho họ uống thuốc không, họ nó không giỏi. Ở đây liên cầu nó khác nhau cái này. Hồi tôi sang thường này, liên cầu cái một bệnh nhân tôi cho trực tập, tôi chích cái lắc đầu rồi. Tôi chích lắc đầu rồi. Thế lúc tôi hỏi thầy, tại sao mà chích cái bà bệnh nhân mà cái lắc đầu rồi? Và ấy bảo rằng là ông dùng cái kim nhỏ quá là một ông chích họ không có đau. Phải dùng kim thiệt to mà chích họ đau, càng đau bao nhiêu họ càng chích bao nhiêu. Đến lúc tôi kiếm kim thiệt to như gần như bằng cái đinh như thế chích, không có làm thiệt đau thì nó khoái lắm. Và khi họ cứ mậu vậy. Không có đúng thầy. Đến tàu đó thì họ thích chích là phải. Không đúng đâu. Cho nó chạy liền á, ký nó chạy đó. Nhưng bên này mà người chích như vậy, chỉ một lần là bệnh nhân nó chạy hết vui là mình có tiền. Ông chỉ mới ăn chứ, cái kim nhỏ là số mấy? Kim nhỏ là số mấy? Kim nhỏ là cái số 32, ở đây tôi chích là số 32, ở đó nó chích là số 20. Tôi thấy anh tài mất cái môn tài 28 à. Nếu mà anh tài 20 đó, à, bên đầu mà anh rút ra một cái đó, nó mất hơi nó chết liền. Nó mất bên đầu nó tài 20 đấy nhá. Bên tàu thường hải tài 20. Ở đây mất cái môn chỉ có tài 20. Anh cầm cái kim, anh cầm cái trước anh chút đó. Để tay vào đó, giúp là anh chặn rồi.
đấy là anh bỏ ngoài tả ra anh giúp là anh chẳng thấy không? Trên người ta bổ tả là chỗ đó đó là chỗ đó chứ rồi chứ bổ là bổ ra nó vừa khí vô cái lúc là cái 28 đó là ví dụ anh châm vào cái này dũng tuyển đó là nó đã đủ chết rồi chứ không ở đây rồi. Ở đây tôi xài 32 tôi sẵn 28 đây thì nó kêu đau lắm nhưng mà anh đi tàu có anh xài 28 rồi mất đi anh xài 20 thị trường cũng thấy nó có 20 chưa bao giờ thấy đâu nó có. À, là bài đọc nào? Tâm dương hư hàn. Mày khổ rồi. Tâm dương hư hàn. Tâm dương hư hàn. Tâm dương hư hàn. Tâm dương hư hàn. Nói bạn này, tâm dương là gì? Thì nó hư là tại gì? Nó hàn là tại sao? Tại ăn là cũng tập cái dụng thôi. Không sao cần thiết. Chứ tâm á, là bình thường nó đâu có bị. Tâm dương mà đâu bị. Mà nó có tâm mà cơ sở, tâm âm cũng bị. Nhưng mà nó tâm dương đâu bị. Mà bệnh á là do nó thời tiết, do môi trường. Và bây giờ á, tâm dương hàn là tại cái gì? Triệu chứng mình sao? Cơ đi và lạnh đứng tim thôi thầy. Thế đấy cũng là một cái lạnh hư hàn. Đầu tiên mà tâm dương hư hàn đó thì sắc mặt nó làm sao? Trắng nặng. Có khí lực hay không? Không. Chân tay lạnh hay không? Lạnh. Đầu lạnh tay lạnh. Yeah. Nặng thì ra làm sao? Nặng thì tét đất. Không ạ. Rất là kêu không đọc. Hư mà. Hư rồi sao đọc rồi. Là hàn nữa rồi. Đấy là trường hợp mà những người nghèo khổ mà ngủ ngoài trời ban đêm đó. Tự nhiên nó là cái trúng gió, người ta gọi là trúng gió này. Họ thở tự nhiên là nó xây sầm trong mặt, tự nhiên nó lạnh nhát, lạnh nhát. Tức là hư hàn. Tự nhiên hư hàn. Thế cái bệnh này chữa thì sao? Cho nhập phòng ấm thì dùng ấm sửa lên thì chắc cũng đỡ rồi. Đó, giờ đầu tiên là đi vào phòng ấm sửa, nhưng mà dùng nhiệt, dùng cái nào? Dùng nguyên thang nhiệt đi. Đấy, đấy, đúng rồi đó. Tâm dương hư hàn thì người ta muốn nói cái gì đấy? Dương trong dương. Dương trong dương. Dương trong dương. Mà nó hư á, phải làm cho mạnh lên, tức là đối chứng nhiệt lượng phải làm cho mạnh lên. Nó hàn á thì không phải là lấy hàn, tăng hỏa là mà phải tăng nhiệt, tăng nhiệt, tăng nhiệt chứ phải tăng hỏa. Tăng nhiệt. Hỏa tại sao lại không tăng hỏa mà lại phải tăng nhiệt? Tại sao? Thì hỏa cũng vậy, nhưng mà khác chỗ nào? Khác chỗ là tại sao mà không tăng hỏa mà tăng nhiệt? Khác chỗ nào vậy chứ? Là mình tại vì nó nằm trên đường kinh dương kìa. Bởi vì nhá, tăng hỏa nó là gì? Mà tăng nhiệt là cái gì? Tăng nhiệt là ấm quả. Nhiệt là được chinh khí thôi. Tăng quả là chỉ được tương lai. Tăng quả là nóng. Tăng hỏa thì hỏa trong cơ thể cũng phải lấy từ từ can. Từ can đi. Mà bị can hư thì tâm nó hư rồi, lấy gì mà có hỏa? Nhưng lấy dương nên vô lấy gì mà có hỏa? Dương vô cũng đó, lấy gì có hỏa? Nhưng mà trong người vẫn chứa đồ ăn, người thế lấy khí của tiểu trường, lấy khí của đờm, lấy khí của tâm bào, đấy là tăng nhiệt, chứ là tăng hỏa. Chứ người đó là hỏa chết rồi, nó không sinh tâm được, rồi lấy hỏa gì đâu nữa. Nhưng mà đủ cái người nghèo không có dạng thì không nằm mua trong cơ thể đó, là trong tế bào mô hết, nó đều có nằm từ trong tiểu trường hết, lấy khí của tiểu trường, tức là không phải đồ ăn. Vì trong tiểu trường nó có đồ ăn, tiểu trường cũng có đồ ăn, bao tử cũng có đồ ăn, lấy khí của tiểu trường mà lấy phủ. Và từ người ta lấy dương trong dương mà lấy từ phủ, lấy khí của vị, lấy khí của tiểu trường, nhưng mà vị không có nhiệt,
khí của tiểu trường có nhiệt, và lấy đờm khí đó là thành dương của can, cho nó chạy thôi chứ không phải cho chạy máu. Rồi lên tâm bào là hệ thống ống mạch cho nó chạy, và nhiệt khí của tiểu trường chạy qua ống mạch tâm bào, và lấy làm đờm khí khoa nữa thì những người đã tăng nhiệt được, hay là tăng nhiệt. Như vậy là đẩm qua tiểu trường có tâm bào. Thế bây giờ bây giờ cách làm sao nào? Cách làm sao nào? Chân nó tắt đi từ dưới lên, về tắt đi lên trước. Bây giờ vào đâu nào? Tiểu trường ở dưới, tiểu trường. Tiểu trường lên đẩm, đẩm lên tâm bào. Rồi tì lên tâm bào, rồi thẳng lên tì. Sao có thật được? Bởi mình vô cái dòng trong vào trong thôi, không có hả? Ngồi luôn, nó ngồi luôn. Như vậy là từ phế ca nó lại chứ đâu có không xuống thành cũng được luôn, cũng được lại khác. Tức là mới làm sao mục đích á là tăng cái vòng nhiệt lên. Nó vòng nhiệt thì từ tiểu trường đỡ cái bao qua can á, qua đỡ qua can luôn thầy. À, bây giờ chúng ta lại vẽ là cái này. Để tăng nhiệt, bây giờ ta có nè, đỏm, ta lấy dương khí này, đỏm, tiểu trường. Ta có. Tăng tiêu. Rồi. Thôi, tao lấy từ đâu tới đâu? Tiểu trường đẩm. Tiểu trường đẩm. Đẩm thanh tiêu. Có tỉnh, đẩm thanh bào. Tiểu trường đẩm. Có đi từ dưới này, tiểu trường đẩm. Đẩm thanh bào thôi. Rồi. Rồi á. Rồi đồng tâm bào. Không lẽ là tâm bào là thanh tiêu thầy? Tâm bào phân phối đi rất có thể thầy. Không, tôi tiểu trường ấy, đồng ấy, tiểu trường ấy đồng, đồng với tâm tiêu xuống tâm bào. Thì bao nhiêu chiến lực đẩy vô bắt tâm bào chạy, thì có sự ma sát của huyết ở trong máu máu, nó tăng nhiệt. Đấy này các bạn. Tức là đẩm, tức là đi theo vòng này này, đi theo vòng này là đó, đi theo vòng này là đó. Thì nhưng mà theo đây là một luật là đi theo vòng này, nhưng một luật trên lưng đó là phải đi từ thấp lên cao. Như thế là tiểu trường lên đẩm, rồi tam tiêu lên đẩm, xong rồi tam tiêu lên tâm bảo, tam tiêu lên tâm bảo. Mà cái bài thuốc thì thầy phát 12 tháng thì đâu có đủ qua tâm tiêu thầy. Bây giờ cái bài này là bài tăng nhiệt trong cái bệnh này, trong cái bệnh này, nó đúng cái bệnh này thôi, chứ không cái bệnh kia là bệnh tổng quát sơ cơ, sơ cơ. Bây giờ vô từng bệnh này nó đúng là cái kia là chữa cháy là bây giờ mình làm không biết cái bệnh đâu, bây giờ vô bệnh nó phải tìm được cái này nó nằm ở cái nào. Thì sau khi cái kia là cái mà tạm bỏ cho mình làm thầy á, thì bây giờ mình cứ đi chi tiết, thì mình làm theo đúng bản của chi tiết này. Thế mình đang nói đấy, tâm dương hư hạ. Đó là các bạn. Vậy thì giả sử mang mốt mà thi, tôi chỉ nói rằng mốt từ đây tới đây, từ đây tới đây, tới đây. Rồi trước bệnh dây. Một bệnh gì đó. Thì thầy tức là cái này thầy có muốn chữa cho mình là tâm dư hư hà, nên là phải giúp vị phía sau lưng. Thì thầy nói là dùng bàn quang. Tại sao sau lưng? Tại sao sau lưng? Bàn quang. Mà tại sao sau lưng? Tại sao không vớt được trước? Tại sao sau lưng? Mình đang chơi gì? Mình đang chơi dương. Mình hỏi.
Vậy nếu có người đụng vào phía phía trước được không? Ở phía trước phải chuyển. Chuyển sao? À, phía sau xong rồi chuyển phía trước nó cùng tại một điểm, ví dụ như tại. Đây. Nếu ta chữa xong này mà ta dùng về phía trước thì ta lại âm hư thì phải lấy dương để giúp âm. Mặt bài kia đã học rồi. Cái huyệt nào là mộ huyệt của tâm? Mộ cực huyết. Từ cưu quý xuống cực huyết. Người nóng lên đây. Mà huyệt đó là huyệt, huyệt tăng hỏa, tăng nhiệt luôn đó. Đấy là cái bài kỳ rồi mà phát rồi đó. Đâu? Cái này sao? Cái này sao? Cái này cũng như tiếp thêm nữa. Cho nó phiền sao vậy ta phiền trước. Nãy đi vòng ngoài hay đi vòng trong? Thật ra thấy cái này tay lâu nó không bao giờ nó hiểu nổi cái này, không bao giờ nó hiểu nổi cái này. Mình còn không hiểu nữa. Mình còn không hiểu. Mình còn không hiểu. Mình đi xì làm để vô là cho lửa cho đốt mình liệu mà. Còn mọi tính cái này là có thể xong rồi. Máy kia á, thì nó lại đi vô đường kinh. Thì cứ nó chạy theo cái hệ thống mình bấm vào cưu vĩ, nó chạy theo lên đầu nó tiếp những cái thuốc của cưu vĩ, chứ nó không tiếp được cái cửa huyết. Bọn này hai cái đối liền nhau ra, tự nhiên trong đầu nó có một cái support khác, nó có support khác, cũng như nó giàu, nó giàu thêm vậy thôi. Rồi bây giờ bài này như vậy diễn ra là bắt đầu nhắc lại nè. Từ tâm tiêu đến tâm bào. Rồi từ tâm tiêu lên tâm bào. Tâm bào phải đi từ cái chỗ. Rồi, cưu quý. Cưu quý xong cửu quý. Rồi anh em Hoàng này, anh Hoàng đang làm có màu sắc làm hoàng, có màu đỏ là tâm này. Tâm này cam này, tùy này, khóe này, thành này đủ hết. Nhìn vô là biết rồi. Chữa anh phải copy cho mấy thằng này học. Mà copy ra đồ không được. Không hay rồi copy mà. Là hàng nhiệt vô tạng, hàng nhiệt vô cơ sở, tạo cơ thể thì nó phân biệt tinh mạch. Hàng nhiệt vô tạng. Hàng nhiệt vô tạng á. Rồi về hàng nhiệt vô cơ sở. Bây giờ là cơ thể. Cơ thể đó khi nó lạnh á thì nhớ rằng muốn giữ ấm cơ thể học đi ngược lại, muốn giữ ấm toàn cơ thể thì phải lấy khí lực từ khí hải. Vì thế mà ta hơ khí hải là ấm toàn thân. Vậy nếu mà trong cơ thể này bị nhẹ, bị hán đi là khí hải chưa ấm khí hải. Là tạng phủ. Đấy là khí hải. Cái đó là cơ thể thôi. Phần tạng phủ đó. Trong trường hợp á, uống nhiều nước quá, thận bị hàn thì nó sưng. Đó là phần hàn. Phổi á, ra ngoài lạnh làm á, là nhiễm trùng phổi, là vì phổi có nước, đó là phế hàn. Ăn đồ lạnh á, là vị hàn. Ăn đồ tiêu chảy á, là đại trường hàn. Vậy thì đó là hàn, đó là hàn của từng tạng từng phủ. Can hàn á, là do ăn đồ chua nhiều quá, nó hàn. Tức là nó tự nhiên nó mất hồng cầu. Thì tự nhiên nó mất máu, người ốm, phải gọi là can hàn. Phế hàn á thì có đờm, ho, cái đó là những triệu chứng có sẵn rồi. Còn có hai là phế hàn lại sao? Tâm hàn lại là lạnh rồi. Tâm hàn thì người lạnh, tay móp lạnh hết. Ho khan là phế nhiệt không? Ho khan á, chưa hẳn là phế nhiệt. Ho khan tức là
ho khơi khơi không có đờm, tức đâu nó là nhiệt hay ho khan tức là ho khơi khơi không có đờm thì không phải là một bệnh của phế hàn, còn bệnh khác nữa. Nó là chức năng của tâm cũng ho khan gì đấy. Đấy, đây là một người giải thích rồi. Ho khan không phải là, nhưng mà phế vẫn là chính, nhưng mà nó lệ thuộc tại cái gì mà làm như thế là phế ho, thì tâm phế, can phế, tỳ phế, thận phế, đó là hai tạng một lúc. Thế khi mình phân tích cái ho đó, tâm phế, hay can phế, hay tỳ phế, hay vị phế, đặc biệt có cả vị phế và thận phế, là cái ho kiểu nào? Thành ra thuốc ho tôi chế là 36 loại thuốc ho. Mà tôi có thằng bạn đi học quá từ Đức với tôi, nó không muốn. Nó bảo nhà tao bán thuốc ho, bán chảy. 72 thứ ho. Tao đứng bán ho hoài. Cái khách hàng nó hỏi, sao nhà, họ già ta, sao nhà ông mà chế thuốc ho mà 72 thứ ho mà sao ông ho hoài mà không biết vậy. Thứ ho thứ 73 thì tìm chưa ra. Mà nói về họ đâu có tin. Thành ra ông già tống tao vô Thủ Đức rồi. Tao đứng đó tao bán gì vậy? Là bán nói á. Tôi có một điểm tôi thấy vừa rồi đó là sau hai lớp học tôi thấy là cái lớp năm thứ hai này chẳng biết cái gì hết. Đấy, tôi nhận xét là thầy nói đó là mình bảo vệ vệ khí thì trước tiên mình phải vuốt cổ trước, thế sau mà mình vuốt bằng tay bằng tay thì thầy đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi, nhưng mà đúng là tôi thấy anh Tính á là vuốt anh Mát á là vuốt bàng quang trước rồi vuốt phổi sau, cái đó là sai hoàn toàn. Đúng sai. Đúng không? Đúng. Hay á, tất cả chúng ta học á là tôi cứ để cho quý vị là trải qua kinh nghiệm, vuốt xong về ho lại bán chịu. Hay chờ có info với đông sai. Thế nhưng bây giờ á thì đã có người đã tìm ra cái lỗi sai của mình, tức chứng tỏ là mình học mình áp dụng. Vệ khí lúc nào là phế với bằng quang. Đấy, nhưng mà đúng hay sai bây giờ phân tích này, ai đúng ai sai nhá. Đấy, bây giờ cái trường hợp này bỏ đi việc tính phân tích này. Bây giờ một người vuốt được phế xong bằng quang, một người vuốt được bằng quang rồi lên phế, khác nhau chỗ nào, lợi hại ra sao? Nào, nói đi. Quý vị là nói được. Nếu vuốt phế là nó bàng quang, rồi có người vuốt được bàng quang đến phế, đúng sai chỗ nào, lợi hại chỗ nào? Nếu người bình thường thì vuốt xong rồi nó phải, còn nếu người bị được không, nó phải có cơ sở lý luận làm hạt. Nó có cơ sở lý luận làm hạt. Thì nếu một người mà có cơ bệnh đó thì kế tiếp bằng quang thì kế tiếp của kỳ thì có bệnh người ta mới lên nằm trên giường nước kế tiếp bằng quang là